Thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn, tôi giao cho đơn vị các đồng chí lá cờ của Tổ quốc. Các đồng chí có nhiệm vụ cắm nó lên nóc Dinh Độc Lập của Ngụy Quân Sài Gòn. Chúng tôi xin hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng chí tư lệnh đã giao. Các đồng chí có quyết tâm cắm ngọn cờ giải phóng lên Dinh Độc Lập không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Bảo vệ chỗ ẩn náu cuối cùng của những tên cướp nước và bán nước đã mang màu cờ mới. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mũi tấn công vào Sài Gòn của chúng tôi là một trong nhiều mũi tấn công vào Sài Gòn gia đình. Kẻ địch đã sử dụng đủ các quân binh chủng ngoan cố chống cự đến phút cuối cùng, hòng làm chậm tốc độ tấn công của chúng ta. Cho nên, việc đầu tiên sau khi chiếm Dinh Độc Lập là phải bắt Dương Văn Minh, Tổng thống Ngụy Quân Sài Gòn, ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Tôi và đồng chí Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó, trung đoàn bộ binh, dẫn Dương Văn Minh ra đài phát thanh. Lúc này ta đã chiếm giữ, buộc Dương Văn Minh phải hạ lệnh cho sĩ quan và binh lính hạ vũ khí, giải tán chính quyền từ trung ương đến địa phương và đầu hàng không điều kiện. Sau đó tôi vinh dự thay mặt lực lượng vũ trang cách mạng tấn công vào Sài Gòn, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng và chấp nhận sự đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Lá cờ chiến thắng do Trung úy Bùi Quang Thận kéo lên bay phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập. 1975, xe tăng 390 húc đổ cánh cửa sắt của cổng Dinh Độc Lập. Tiếp theo, xe tăng 843 cũng lao vào cổng chính. Sau nhiệm vụ được giao, tôi rút lá cờ trên xe tăng 843 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt một tên Ngụy Quyền Sài Gòn dẫn tôi lên chỗ cột cờ. Tên này đã đưa tôi lên bằng đường thang máy. Tới cột cờ, tôi nhanh chóng hạ cờ của chúng xuống và xé ra giẫm chúng dưới chân, nhanh chóng treo cờ giải phóng lên. Dương Văn Minh, tổng thống hai ngày của chế độ Ngụy Quyền Sài Gòn. Là một công dân Việt Nam khi nước được giải phóng thì rất vui mừng. Nguyễn Văn Huyền, phó tổng thống. Tôi cũng một cảm nghĩ như đại tướng tổng thống nói từ nãy. Chúng tôi vui mừng khi được thấy dân tộc được giải phóng. Nguyễn Văn Hảo, phó tổng thống. Đây là một ngày lịch sử. Chính trong đời tôi cũng không ngờ là như một thành phần trẻ mà chúng ta có thể có dịp thấy được cái ngày độc lập thật sự như ngày hôm nay. Và có lẽ những cái chuyện mà đau buồn của quá khứ có lẽ từ đây sắp tới không còn nữa. Và những cái ảnh hưởng ngoại bang vào Việt Nam chúng ta có lẽ từ đây sẽ chấm dứt. Và có lẽ là lúc chúng ta nên bắt đầu nghĩ tới tương lai và xây dựng lại xứ sở. Những sĩ quan bảo vệ Dinh Tổng thống Ngụy Quyền sau khi nghe cán bộ quân giải phóng nói chuyện sẽ được trở về với gia đình.